kè biến hình. Trời hôm nay đẹp quá. Mẹ ơi, cho con ra bìa rừng chơi nha. Nhưng đi nhớ phải cẩn thận, đề phòng rắn lục nha con. Mẹ đừng lo, nó làm sao mà bắt được con chứ. Đã bao lần con biến hình ngay trước mũi nó có nhận ra đâu. Giỏi quá. Chuyện nè, cậu đi đâu đó? Chúng mình chơi trò trốn tìm đi. Không được rồi, mẹ sai tớ đi nhặt hạt dẻ, hẹn cậu hôm khác nha. Chán thế, vậy tớ đi chơi đây. Phải trêu cậu ấy một trận cho ra trò mới được. Ấy, một hạt dẻ to quá. Mưu rồi. Nhìn cậu kìa, trông buồn cười thế. Chẳng có gì đáng cười cả. Hạt dẻ của tớ rơi hết cả rồi đây. Tớ ở ngay trước mắt mà cậu cũng không nhận ra. Thôi, tớ đi tiếp đây. Không phát hiện ra mình à? Vui thế, không ai có thể phát hiện ra mình cả. Lần này thì mi cố mà chạy đần trời. Trốn nữa đi mày, trốn nữa đi mày. Thả tôi ra, cứu tôi với, cứu tôi. Thả thế nào được, cả tháng này mày trêu người ta lẫn như trạch, làm ta phải lần theo mệt mớ cả hơi tay. May mà cái trò trêu đùa người khác của nhà ngươi ta mới phát hiện được. Khùng hồn thì biết ngay, mấy cái gai con nhãi nhép làm gì được ta. Tính ra nếu không ăn nọc độc của ta đừng trách. Thả tắc kè ho ra ngay, có ai đó không? Cứu với, cứu tôi với. Gì vậy? Đau quá! Trời ơi! Đau quá! Thả bạn ta ra ngay! Hả? Tắc kè hoa! Con có sao không? Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Con sợ quá! Không sao rồi! May nhờ có bạn Nhím! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm! Con thấy chưa? Nếu con không bày trò trêu chọc các bạn, gây sự chú ý, thì làm sao rắn lục tìm thấy con? May hôm nay có bạn Nhím đã dùng gai của mình để đánh bại kẻ thù, giúp con thoát nạn. Loài tắc kè chúng ta đã được ban cho khả năng đổi màu để thích ứng với môi trường. Con hãy dùng nó vào việc có ích, chứ không phải đùa nghịch, trêu ghẹo người khác đâu con. Tớ xin lỗi vì đã chọc phá cậu và sóc xù. Không sao, nhưng lần sau phải cẩn thận với rắn lục. Nó chuyên rình mò sơ hở của mình thôi. Cảm ơn cậu. Con sai rồi ạ. Từ nay con sẽ không thế nữa đâu. Ngoan lắm con yêu à. Nhím ơi, về nhà bác chơi đi. Hôm nay bác phải làm gì đãi cháu mới được. Wow, sáng rồi. Ngủ ngon quá. Đi dạo một lát rồi kiếm cái gì ăn vậy? Lại sắp mưa rồi, nhanh chân lên, dính mưa ướt. Về nhà sẽ bị mẹ mắng cho xem.
kìa, bạn ốc sên. Sao trời mưa thế này bạn không về nhà đi, mà lại ở đó vậy? Về nhà ư? Đúng vậy, bạn cứ đứng ở đó sẽ ướt hết đấy. Thôi, mình về trước đây. Về nhà? Nhưng nhà là gì nhỉ? Nhà ở đâu kia chứ? Liệu kia có phải là nhà của mình không nhỉ? Phải qua đó mới được. Ấy kìa, đừng có chạm vào. Ốc sên đấy à? Bạn định làm gì thế? Bạn mà chạm vào thì hỏng mất nhà của tôi đấy. Vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi không biết. Tôi đang đi tìm nhà mình. Hóa ra lại là nhà của bạn. Mà bạn có biết nhà tôi ở đâu không? Tôi không biết. Tôi hỏi ai cũng không biết, tìm mãi cũng không thấy. Chắc hẳn là tôi không có nhà rồi. Kìa, ai cũng có một ngôi nhà để trở về mà. Chắc bạn chưa nhớ ra thôi. Nhưng trời đang mưa mà cũng sắp tối rồi. Bạn tìm chỗ nào trú tạm, rồi mai lại đi tìm tiếp. Ừ, đành vậy thôi. Tạnh mưa rồi, mình lại tiếp tục đi tìm nhà thôi. Ai kia ấy nhỉ? Cậu ấy ở trên cao và to lớn như vậy, chắc hẳn chuyện gì cũng biết rồi. Mình phải đến hỏi xem cậu ấy có biết nhà mình ở đâu không mới được. Cậu ấy kia rồi. Đây, xin chào. À, cậu ấy nghe thấy mình gọi rồi. Hy vọng cậu ấy biết nhà mình ở đâu. Chào bạn, bạn có biết? À, chuyện gì thế này? À, chuyện gì thế này? Làm ơn tha cho tôi. À, xung quanh yên ắng quá, chắc là an toàn rồi. Mình chẳng có lấy một ngôi nhà để về, biết đi đâu đây. Kìa, sao bà cháu khóc? Ồ, xem kìa, bác ấy cũng có cái vỏ lớn giống mình. Chắc hẳn bác ấy biết nhà của mình rồi. Có khi bác ấy lại là hàng xóm của mình ấy chứ nhỉ. Cháu chào bác, cháu cứ đi tìm nhà của mình mãi và gặp bao nhiêu nguy hiểm. Và gặp bác thật may quá. Chắc hẳn bác biết nhà của cháu ở đâu đúng không ạ? Ồ, ta biết. Tuyệt quá, bác chỉ cho cháu với. Cháu mệt mỏi quá rồi, cháu muốn về nhà mình ngay bác ơi. Nhà của cháu ở gần thôi. Nhưng trước tiên hãy trả lời bác một số câu hỏi được không? Dạ được ạ. Khi cháu gặp trời mưa to, gió lớn thì cháu tìm chỗ trú ở đâu? Cháu chui vào trong vỏ ạ. Ừ, thế khi đi ngủ thì cháu nằm ở đâu? Dạ, cháu cũng nằm ở trong vỏ của mình. Đúng, vậy còn khi gặp nguy hiểm, cháu trốn đâu nhanh nhất nào? Dạ, vỏ ốc của cháu ạ. Và đó chính là nơi cháu đang tìm đấy. Nhà của cháu chính là chiếc vỏ ngay sau lưng cháu thôi. Nhà chính là vỏ ốc sau lưng? Đúng thế, nhà là nơi cho ta giấc ngủ yên bình, là chỗ trú chân khi mưa nắng và che chở cho ta khi hoạn nạn. Vậy chẳng phải chiếc vỏ ốc trên lưng chúng ta chính là nhà hay sao? Ồ, đúng là nhờ chiếc vỏ của mình mà cháu có được những giấc ngủ ngon và tránh được mưa nắng, hoạn nạn. Hóa ra lâu nay cháu sống dưới ngôi nhà của mình mà không biết. Cảm ơn mày, ngôi nhà của ta. Cảm ơn bác ốc. Làm sao kìa, ước gì mình cũng được như vậy. Được đội chiếc mũ chớp màu sắc, bao nhiêu người vây quanh chụp ảnh, quay phim cùng.
sau đó sẽ được ăn bao nhiêu đồ ăn ngon. Chó Sam ơi, cậu đang làm gì thế? Vào đây dự tiệc với tớ. Nhà cậu có tiệc gì mà vui thế? Bao nhiêu đồ ăn ngon? À thì tớ cũng không biết sao tự nhiên gia đình lại tổ chức tiệc cho tớ nữa. Tớ chỉ giúp bà chủ khi thấy bà ấy ngã xuống hồ thôi mà. Ồ, hóa ra là thế. Tớ hiểu rồi. Ai chà, chỉ cần giúp ai đó là được như vậy sao? Vậy thì chả có gì khó cả. Mình chỉ cần ngồi chầu chực, đợi ai cần giúp đỡ thì chạy ra giúp. Thế là xong. Rồi mình sẽ được mọi người thưởng. Thật là đơn giản. Thôi, cảm ơn cậu nhé. Chó trắng, tớ về đây. Ơ kìa, hôm nay mình nhất định phải tìm cách giúp ai đó thôi. Để xem nào. Cơ hội của mình đến rồi. Mình sẽ giúp bà cụ sang đường, rồi bà sẽ kể cho mọi người và mình sẽ được thưởng. Ôi trời ơi, con chó này, canh xà tao ra. Ôi, cứu tôi với. Bà con ơi, con chó này định cắn người. Đi đi, đi ra mau. Mình đã cố giúp bà ấy rồi, vậy mà bà ấy lại xua đuổi mình. Chán quá, kiếm cách khác vậy. Bà chủ, bà ấy cần giúp đỡ rồi. Đừng có nhảy lên. Sam, tránh ra nào. Thôi xong. Sam, sao mà để được như chó trắng khó thế cơ chứ? Chắc phải thay đổi chiến thuật thôi. Ôi, ví của chủ nhân rơi xuống đất rồi kìa. Mình phải nhặt lên cho chủ nhân mới được. Biết đâu chủ nhân thấy mình giúp, lại thưởng thêm cho mình thật nhiều đồ ăn. Sam, mày đang làm gì vậy? À, mày định tha ví của tao đi đâu? Lại đây, xem mày còn gây chuyện được không? Tao sẽ phạt mày từ nay không được tự ý ra ngoài và nhịn đói một ngày, không được ăn uống gì hết. Sao? Sao lại thế? Chó Sam ơi, ra chơi với tớ đi. Ơ, mà sao cậu lại bị xích lại thế kia? Chó Trắng ơi, chuyện là... Đỡ người khác thì tốt rồi, nhưng cậu phải xem lại cách làm của mình thế nào. Tớ nghĩ cách làm của cậu làm sao ấy. Có lẽ cậu nói đúng, tớ phải xem lại việc làm của mình, sao lại không gây được thiện cảm với người khác. Tớ phải xem lại thôi, cậu giúp tớ nhé. Tất nhiên rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.